Kính chào bà con và các bạn đang đến với chuyên mục Chuyện nhà nông của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Bà con và các bạn thân mến, phát triển cây dược liệu là một trong những hướng đi mà tỉnh Lâm Đồng chú trọng. Nếu như Đà Lạt nổi tiếng với cây Atiso, thì thương hiệu Diệp Hạ Châu Cát Tiên cũng ngày càng được thị trường biết đến nhiều hơn. Mời bà con và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau. Cây Diệp Hạ Châu được huyện Cát Tiên đưa vào sản xuất thử nghiệm trên một số địa bàn xã từ năm 2011. Đến thời điểm hiện tại, diện tích cây Diệp Hạ Châu đã tăng lên 80 hectare, cho năng suất bình quân trên 32 tạ một hectare, sản phẩm khô thu được khoảng 260 tấn. Có thể khẳng định cây Diệp Hạ Châu phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của Cát Tiên. Theo kết quả phân tích của Viện Công nghệ Hóa học Thành phố Hồ Chí Minh, thì hàm lượng các dược chất có ích trong Diệp Hạ Châu trồng ở Cát Tiên đều đạt cao, đáp ứng được yêu cầu sản phẩm dược liệu. Nhờ Diệp Hạ Châu, nhiều hộ gia đình đã thay đổi được đời sống kinh tế hàng ngày. Nếu mà trồng thì là nó năng suất thì kể ra nó hơn những nhiều cây khác. Mấy năm trước thì nhà cô thì có 6,5 vườn thôi, nhưng mà mấy năm trước là cô trồng bắp. Nhưng mà trong khi huyện là cũng vừa triển khai sang là cấy Diệp Hạ Châu thì nhà cô cũng có cấy. Cấy thì đúng là năng suất nó cũng hơn những cây trồng khác thật. Ở huyện Cát Tiên, diện tích canh tác Diệp Hạ Châu vẫn còn khá nhỏ lẻ. Tuy vậy, vấn đề tiêu thụ sản phẩm đã bước đầu có những tiến triển khả quan so với thời điểm trước đây. 100% sản lượng Diệp Hạ Châu đều được công ty cổ phần Dược Lâm Đồng Ladofa thu mua với giá 50.000 đồng một ký lá khô. Bữa nay là nó cũng thu mua cho liên tục. Nếu mà Ladofa nó mà nên tăng giá lên cho mình thì cho dân thì dân vẫn tiếp tục làm. Diệp Hạ Châu là cây trồng mới đưa vào canh tác thử nghiệm và nhân rộng trong thời gian ngắn. Do vậy, người dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn khi ứng dụng vào sản xuất thâm canh. Hiện, huyện Cát Tiên đang xây dựng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp sạch Việt Gáp cho Diệp Hạ Châu để nâng giá trị loại dược liệu này. Đặc điểm là nó phát triển giai đoạn đầu rất chậm. Vì vậy mà cái cỏ là phát triển nhanh hơn cái Diệp Hạ Châu giai đoạn đầu, cho nên là công đồng cỏ rất là nhiều. Và đặc biệt cái Diệp Hạ Châu này khi trồng là bà con là không dùng thuốc cỏ được, mà hoàn toàn là làm cỏ bằng tay, làm tới 4 lần, 5 lần. Vì đây cũng là một cái tiêu chí sản phẩm sạch. Thì trung tâm nông nghiệp luôn luôn là cùng bà con là hướng bà con là xuất theo cái quy trình Việt Gáp để bảo đảm chất lượng cái thuốc. Và cái thứ hai là đối với Diệp Hạ Châu đây là cái phơi phong mùa mưa thì rất là khó. Cho nên là bà con có rất nhiều hộ là muốn diện tích nhiều nhưng mà cũng không thể làm được, chỉ làm tích nhỏ là đủ cái sức canh tác của mình và phơi phong của mình thôi. Mục tiêu đến năm 2020, diện tích cây Diệp Hạ Châu trên địa bàn huyện Cát Tiên sẽ đạt 150 hectare, đảm bảo các tiêu chuẩn và quy trình từ trồng trọt, thu hái, bảo quản, chế biến và nâng cao hiệu quả kinh tế của nhãn hiệu Diệp Hạ Châu Cát Tiên. Cây Diệp Hạ Châu thì được thực hiện trên địa bàn huyện Cát Tiên trong nhiệm kỳ qua. Và qua quá trình tổ chức triển khai thực hiện thì khẳng định rằng cây Diệp Hạ Châu có những cái hàm lượng vượt trội so với những địa bàn khác. Và cũng được huyện đánh giá là một cái hướng đi phù hợp với cái chất đất và cái điều kiện phát triển của huyện Cát Tiên. Chính vì vậy cho nên trong thời gian đến thì huyện đang có chủ trương kết hợp với công ty cổ phần dược Ladofa tiến hành triển khai sản xuất Diệp Hạ Châu theo tiêu chuẩn GACP trong trồng trọt, thu hái, chế biến và bảo quản nhằm góp phần nâng cao cái chuỗi giá trị trong sản xuất và cũng thỏa mãn được cái mong đợi của người dân. Được biết đến năm 2020, công ty cổ phần Dược Lâm Đồng Ladofa và Ủy ban dân huyện Cát Tiên sẽ tiến hành xây dựng nhà máy thu mua và sơ chế Diệp Hạ Châu tại chỗ, đồng thời tiến hành dạy nghề và hỗ trợ kỹ thuật cho nông dân trồng Diệp Hạ Châu. Đây là tín hiệu vui, giúp nông dân làm giàu và khẳng định được thế mạnh của Diệp Hạ Châu ở Cát Tiên. Bà con và các bạn thân mến, để có được một vườn ươm đạt tiêu chuẩn thì điều kiện tiên quyết là cây giống phải đạt chuẩn. Vì thế mà các vườn ươm giống luôn đòi hỏi kỹ thuật cao và tính chuyên nghiệp. Mời bà con và các bạn cùng đến với vườn ươm tràm giống tại xã Maragui, huyện Đạo Ai ngay sau đây.
Tràm có nhiều ứng dụng trong nông lâm nghiệp, chịu được đất khô hạn, nhiễm phèn, mặn v.v. Vì thế, Đạ Oai nhiều nơi đất cằn cỗi cũng được bà con nông dân chọn cây tràm làm cây trồng chính. Nắm bắt được nhu cầu trồng tràm của người dân, anh Nguyễn Huy Thành ở xã Baragui, huyện Đạ Oai đã thành lập cơ sở tràm giống Huy Thành. Đến nay, anh có 2 hectare tràm và nhà giống đầu dòng 6.000 m2. Thì theo cái thị trường, rồi học hỏi các nơi, để mình tham gia với cái môi trường để cho, chứ không có bây giờ mà đi lấy các nơi thì nào là vận chuyển các nơi nó xa, tốn kém nhiều. Mà xe cộ vận chuyển thì cũng không hay gì cả. Nên tốt nhất là mình cứ vừa học hỏi vừa ấy là mình kiếm cái việc làm cho mình. Hai nữa là cái người địa phương này. Và khó khăn thì trước mắt là cái đồng tiền vốn, không có đồng tiền vốn thì phải vay những ai mà có giúp đỡ cho mình. Tức là vay lời lãi để mà mình làm, vượt lên kinh tế vậy thôi. Cây tràm được anh Thành nhân giống bằng cách dâm hôm. Bình quân mỗi tháng, vườn ươm của anh Thành sản xuất khoảng 200.000 bầu giống tràm dâm hôm. Ưu điểm của tràm dâm hôm là thời gian trồng ngắn, chỉ khoảng 3 năm so với trồng bằng hạt, phải từ 5 đến 7 năm. Để có đủ nguồn hôm làm giống, anh Thành đã xây dựng vườn tràm đầu dòng rộng 2 hectare với khoảng 20.000 cây. Cũng nhờ vườn ươm này mà nhiều lao động địa phương đã có việc làm ổn định với mức lương từ 150 đến 200 ngàn đồng một ngày. Những cái cây tràm dâm hôm thì mình trồng cây đầu dòng thì mình cũng xuống ngay chỗ Đại học Nông Lâm đấy. Mình lấy từ cây giống dưới đó, mình đem về mình trồng để lấy cây đầu dòng. Mình cắm mình trồng xong thì đến cái đợt mình thu hoạch thì mình cũng cắm đem về nhà mình cắm. Mình ươm với vườn nhà. Làm ở đây là cũng 3 năm rồi. Mà công việc thì mình cắt cành, rồi xả cành, rồi làm cỏ, rồi đóng bầu, đóng bọc á. Rồi quanh năm suốt tháng mình làm vậy đó. Rồi đảo cây lên cây. Khách hàng của vườn ươm tràm giống này chủ yếu ở các huyện thành trong tỉnh và một số mối ở các tỉnh lân cận. Mỗi năm, vườn ươm tràm giống này mang về cho gia đình anh khoảng thu nhập hơn 200 triệu đồng. Cũng từ vườn ươm giống này, nhiều nông dân địa phương đã học tập theo và nâng cao mức thu nhập từ nghề ươm tràm giống. Sau hơn 5 năm lập nghiệp, cơ sở tràm giống Huy Thành hiện là một trong những cơ sở uy tín được bà con nông dân tin tưởng lựa chọn mỗi khi muốn mua tràm giống hay học tập kỹ thuật trồng ươm tràm từ anh. Thưa bà con và các bạn, bưởi da xanh là loại trái cây được các nông hộ Lâm Đồng chọn trồng khá nhiều để thay thế những cây trồng kém hiệu quả. Tuy nhiên, đây vẫn là cây trồng còn mới nên nhiều nông dân chưa nắm bắt được kỹ thuật trồng trọt dinh dưỡng. Mời bà con và các bạn cùng theo dõi cách bón phân cho bưởi da xanh để đạt năng suất chất lượng cao. Bưởi da xanh sẽ cho thu hoạch rất lớn về sản lượng nếu được trồng đúng cách. Tùy vào từng giai đoạn tăng trưởng của cây mà áp dụng chế độ chăm sóc khác nhau, đặc biệt là trong giai đoạn mang trái. Trong giai đoạn mang trái, tùy từng thời điểm khác nhau mà nhà vườn áp dụng phương pháp bón phân khác nhau. Tuy nhiên, vẫn phải đảm bảo sự cân đối đúng thời điểm, đúng kỹ thuật, thì hiệu quả phân bón sẽ tăng lên, đảm bảo được năng suất và chất lượng của bưởi da xanh, duy trì cây bưởi luôn khỏe mạnh. Lưu ý cách bón phân. Hàm lượng bón phân tùy thuộc độ tuổi của cây cũng như năng suất cây trồng. Theo đó, đối với cây tầm 8 năm tuổi, hàm lượng phân bón như sau. Phân chuồng hay phân hữu cơ hoai mục từ 20 đến 30 kg một cây. Phân hữu cơ chế biến trên thị trường từ 10 đến 20 kg một cây. Phân hóa học ure 1,5 đến 3 kg một cây. Lân từ 2 đến 4 kg một cây. Kali từ 1,5 đến 2 kg một cây. Ngoài những loại phân trên, hàng năm nhà vườn cũng cần bón bổ sung phân vôi từ 3 đến 4 kg một cây, nhằm cải tạo đất và tăng chất lượng trái. Bưởi da xanh từ lúc ra hoa đến khi thu hoạch mất từ 7 đến 8 tháng, tùy từng thời điểm mà xác định lượng phân bón cho phù hợp. Đối với vườn nuôi trái tập trung, cần chia làm 4 lần bón. Lần 1, cây mang trái từ 1,5 đến 2 tháng. Cần bón phân hữu cơ hoai mục. Đối với phân hóa học, sẽ theo công thức 30-10-10. Thời điểm này cây cần nhiều đạm để thúc trái lớn.
Nếu cây lớn, nhiều trái thì bón 0,5 đến 1 kg một cây. Lần 2, khi trái được từ 3 đến 4 tháng, điều chỉnh lại phân bón theo công thức 20-20-15 với hàm lượng từ 1 đến 1,5 kg một cây, giúp trái phát triển cân đối hơn cây trong quá trình tạo ruột trái. Lần 3, trái được từ 5 tháng rưỡi đến 6 tháng, duy trì lượng phân bón theo công thức 20-20-15 với hàm lượng từ 1,2 đến 1,7 kg một cây. Lúc này quan sát trái lớn và đạt kích thước tối đa. Lần 4, đây là thời điểm tăng chất lượng trái, nên cây cần hàm lượng kali nhiều hơn. Nếu cây bình thường bón theo công thức 10-15-15 với hàm lượng từ 1,2 đến 1,7 kg một cây. Nếu phân được bón thường xuyên trong 4 đợt này, trái sẽ phát triển bình thường và tốt. Nếu thấy cây có nhiều trái, màu lá không xanh nhiều, cần bổ sung thêm phân bón lá. Tuy nhiên, nhà vườn nên sử dụng phân bón lá với hàm lượng cân đối NPK để không làm giảm chất lượng trái. Phương pháp bón, nếu trồng thưa thì bón theo hình chiếu tán cây. Nếu vườn giao tán thì bón hết mặt liếp. Trước khi bón, cần xới nhẹ mặt liếp bón phân, sau đó lấp đất và tưới ẩm cho cây. Với vườn có trái xen kẽ quanh năm, cách bón sẽ khác. Nhà vườn sẽ bón vào thời điểm trái nhiều nhất, trái sẽ đảm bảo chất lượng, đẹp và quyết định mùa vụ chính của vườn. Bà con và các bạn thân mến, chuyên mục Chuyện Nhà Nông kỳ này của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.